Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên Youtube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 166, bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. mẹ cha phòng thu dọn xong rồi trán của tả tiểu đa hơi nóng hầm hập vào tranh công cũng không còn sớm nữa hai người mau nghỉ ngơi đi chắc chắn hai người đi cả quãng đường rất là mệt rồi có gì ngày mai chúng ta nói chuyện tiếp vừa thấy cha mẹ ở trong phòng sách theo bản năng tả tiểu đa cảm thấy không hay phòng sách không phải là nơi ở buổi tối mà khoảng cách phòng gần phòng sách hình như lạ với lại bộ chữ này ngô vũ đình thờ ơ cười giơ tay véo tay tả tiểu đa kéo qua để trước mặt mình không có ngủ vội người giải thích bài thơ này xem mấy ý nói cho kỹ nói cho rõ ràng nàng liếc mắt quái dị nói thật không ngờ con trai ta lại là làm một văn hào còn có thể làm thơ tại văn chương nổi bật bộc lộ tài hoa tả tiểu đa che tay nét mặt đau đớn Ui ui, đau 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 Ngô Vũ Đình ngang tàn nhìn Ngươi liên tục giả bộ Ngươi giả bộ cũng đâu có giống đâu Cái hút tay một chút là đau Ngoài thì làm văn hào còn muốn là ảnh đế Tả Tiểu Đa nhe răng trợn mắt Dứt khoát liều mình nói Mẹ à, chẳng phải mẹ đều chuẩn bị cho con ổn thỏa rồi sao Ngô Vũ Đình sững sờ Ta đã chuẩn bị cái gì Nét mặt của Tả Tiểu Đa cảm kích chắc chắn người là mẹ ruột của con rồi chắc chắn chuẩn bị ổn thỏa cho con con chưa sinh ra người đã chuẩn bị sẵn vợ cho con rồi tả trường lộ nghe liền quay đầu nhổ một ngụm nước bọt nét mặt của ngô vũ đình thì sững sờ tả tiểu đa trưng ra biểu cảm con không phụ lòng cha mẹ Giọng dạc nói cho nên thân là con trai đương nhiên không dám từ chối tấm lòng của cha mẹ sau này Niệm niệm mèo chính là vợ thân yêu của con rồi Chính là con dâu thân yêu của cha mẹ Con về để nàng thật hiếu thảo với cha mẹ Cha mẹ an tâm Nếu nàng không nghe lời Con đánh nàng Chồng cứng rắn với vợ Chuyện nàng dám không nghe lời Sẽ không tồn tại Gương mặt xinh đẹp của Ngô Vũ Đình Dần vặn vẹo Ngươi, ngươi Da mặt này thật sự là không nói nổi Quả là dày hơn da mặt của cha nó nhiều Ta chỉ nói lúc các người còn nhỏ Với lại Dù ngươi tự tình nguyện cũng không được Dựa vào cái gì Mà niệm niệm để mắt đến ngươi Ngươi nghĩ ngươi là văn hào Ngươi là ảnh đế Ngươi chắc chắn rồi sao Ngươi vẫn là một tiểu cậu đát nói xàm tinh ranh mà thôi Ngô Vũ Đình bắt đầu tấn công Mẹ à Nàng không tự nguyện Nàng có tự nguyện hay không Có thể do nàng quyết hay sao tả tiểu đa niềm nở bắt vai ngô vũ đình một câu nói của mẹ thôi còn dễ dùng hơn bất cứ lời của ai khác ngô vũ đình nói cái đó thì không chắc ta cũng phải nghĩ thay cho niệm niệm chứ ngươi là con trai ruột của ta nàng là con gái của ta nếu ngươi thật sự không thành tài ta sẽ không cưỡng ép uyên ương phổ cũng không sợ nói lời thật với ngươi năm xưa từ đầu cho tới cuối ngươi không thể nhập đạo ta thật sự không muốn để niệm niệm kết duyên với người. Tạ Tiểu Đa nhanh nhẹn nói, Mẹ à, năm đó là năm đó, bây giờ là bây giờ. Chẳng phải bây giờ ta đã nhập đạo rồi sao? Mới lại còn nhập tốt như vậy, tiến bộ nhanh, tiến bộ tốt như vậy. Người nghĩ xem, cẩn thận suy nghĩ, nếu gã niệm niệm mèo cho người khác, vậy sau này sẽ không còn ở bên cạnh người nữa. Nói không chừng, mấy năm sau, mấy chục năm sau cũng không thể gặp lại nhau người không thấy buồn sao ngô phụ định nghĩ nghĩ phát hiện nhóc con này nói có lý thật niệm niệm này nếu xa lâu quá ta thật sự không cam lòng hình như cùng tiểu cẩu đáp cũng được không có tệ tả tiểu đa tiếp tục bắp vai mẹ người nghĩ lại xem người nuôi hai chúng ta lớn như vậy đứa nào không ở trước mặt người cũng không dễ chịu đúng chứ đến khi người già rồi, ta và niệm niệm mèo đều bên cạnh người, vui vẻ hòa thuận, sinh một nhóm cháu trai cháu gái nhảy nhót quanh người có được không? Đột nhiên Ngô Vũ Đình say mê trong lòng, vô thức nghĩ đến bức tranh mà Tả Tiểu đa miêu tả. Đột nhiên cảm thấy cuộc sống thế này còn muốn gì đây? Suy cho cùng đó là cảnh tượng trong mơ, nàng cũng khó tưởng tượng, khó tham vọng. Nhưng cuối cùng Ngô Vũ Đình là cao nhân tu hành xa rời tâm trí bèn hồi phục thanh minh, hừ một tiếng nói. Cái gì mà nhảy nhót trước mặt ta? Người nghĩ là con chó con mèo sao? Tả tử đa trơ mắt ra. Ây da, đa đa chó, niệm niệm mèo, xin không phải chó con mèo con sao? Sao người lại để ý mấy chi tiết này? Người đặt sai trọng điểm chú ý rồi. Ngô Vũ Đình câu mày bắt đầu trầm tư. Tả tử đa mừng trong lòng, lại nhanh chóng khéo léo thêm dầu vào lửa với lại nếu niệm niệm mèo lấy người khác khó đảm bảo sẽ không bị bắt nạt nhóc này trông cường thế như vậy nhưng thực tế không thích nói chuyện có gì cũng để trong lòng chẳng phải rất là dễ chịu tuổi thân sao người vũ đình cảm thấy hình như lời tả tiểu đa cũng có lý với lại ta chắc chắn phải tìm vợ nhưng khó biết tính tình vợ tương lai ra sao nếu tính nết tốt đánh nhau chửi mắng biết con không lễ phép với người, ta bị nhà vợ ức hiếp, rồi lại cãi nhau với vợ, chắc chắn sau này phải ly hôn. Tải tử đa cầu mày, nâm nớp lo sợ. Với lại, mẹ chồng con dâu trời sinh không hợp nhau. Lỡ đâu cô vợ kia không thích mẹ, hoặc là mẹ không thích nàng, chắc chắn sẽ có mâu thuẫn mẹ chồng con dâu. Đương nhiên con sẽ đứng về phía mẹ rồi, nhưng người ta sẽ nghĩ ra sao? Nghĩ ta là con trai cưng của mẹ. Con trai bám váy mẹ Chắc chắn không vương xa được Sau đó tinh thần phấn khởi lên Nhưng nếu là niệm niệm mèo Trước tiên chắc chắn không có việc chúng ta không hợp Dù có vấn đề Cũng chỉ tức giận trên người ta Hai người sẽ không có xích mích Người xem có phải rất có lý không Ngô Vũ Định nghĩ theo hướng tả tiểu đa Suy đi tính lại Chuyện mâu thuẫn mẹ chồng con dâu Con trai bị nhà vợ ức hiếp Không thể không đề phòng nếu là tiểu niệm thật sự không cần lo lắng gì tới lúc đó ta phải chăm sóc cha vợ mẹ vợ niệm niệm mèo cũng phải chăm sóc cho cha chồng mẹ chồng người nghĩ xem phiền biết bao nhiêu tả tiểu đa câu mày nói nhưng niệm niệm mèo gả cho ta thì khác sao mà khác người nghĩ xem đầu tiên chính là mâu thuẫn vợ chồng gì đó không có mà dù có cũng chắc chắn là ba người cùng nhau đè ta ra mà đánh ta nào dám tả tiểu đa nói tiếp sau đó là mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu cũng không có dù niệm niệm thành con dâu của người thì vẫn là con người không vừa ý nói được dạy được như thường đâu có giống người khác nói không được đánh không được đúng chứ với lại cha chồng mẹ chồng là mẹ và cha con cha vợ mẹ vợ cũng là hai người đoạn này giảm bớt bao nhiêu loại chuyện tả tiểu đa cực lực biêu tả kế hoạch vĩ đại người nghĩ mà xem nghĩ kỹ mà xem con gái người muốn đánh là đánh muốn mắng là mắng thành con dâu thì vẫn muốn đánh là đánh muốn mắng là mắng đỡ giống người khác giả bộ khách sáo quá chừng đều là vẻ ngoài chuẩn không với lại tới lúc đó có con ông nội bà nội là hai người ông ngoại bà ngoại cũng là hai người người muốn làm mẹ chồng thì làm mẹ chồng muốn làm mẹ vợ thì làm mẹ vợ muốn làm bà nội thì làm bà nội muốn làm bà ngoại thì làm bà ngoại không cần lo cũng không cần lo gã con gái xa nóng ruột nóng gan không cần lo lắng con trai bị con dâu hành hạ người xem cuộc sống này chẳng phải ngày tháng như thần tiên sao tả tiểu đa nhanh nhẹn khéo léo và mồm ác lệ phải đấu lý cái gì cũng miêu tả vô cùng đẹp đẽ thật sự là ba hoa chích chòe sáng lạn chưa từng có ngô vũ đình gật đầu liên tục rõ ràng đã bị tả tiểu đa cuốn vào cho nên mẹ Người cứ thông thả mà gã niệm niệm mèo cho con Tục ngữ có câu Nước phù sa không để chảy vào ruộng ngoài Vô cùng chí lý Thôi được rồi Ngô Vũ Đình gật gật đầu Gã cho người Sau đó hạo phóng phất tay Dạ cảm ơn mẹ Tả Tiểu Đa vui tới nỗi không khép được miệng Quay đầu nhìn về tả trường lộ Cha Mẹ ta đã đưa ra quyết định rồi Chắc người không có ý kiến chứ Nhà ta luôn nghe lời mẹ Cha có ý kiến cũng vô dụng mà thôi Tả trường lộ trừng mắt Vốn dĩ Tiểu tử ngươi không xem ông đây ra gì Dù chuyện gì cũng luôn do mẹ ngươi quyết thật Nhưng cũng không cần nói toẹt ra như vậy chứ Ừ Mẹ ngươi đã quyết Nếu niệm niệm không có ý kiến Đương nhiên ta cũng không có ý kiến Tả trường lộ nói tả tiểu đa cười ha ha niệm niệm mèo dám giải sao thử xem chuyện hôn nhân đại sự nào đến nàng tự làm chủ mai mối là do cha mẹ mà tả tiểu niệm nàng có thể tạo phản chắc người nghĩ đây là xã hội phong kiến sao người ngủ đi đến ngày mai xem thu hoạch của ngươi trong thời gian này ta và cha ngươi tư vấn giúp ngươi bây giờ khác ngày xưa Tả Tiểu Đa sẽ không tự chủ động lấy ra vì sợ cha mẹ không hiểu tổn thương tự tôn. Nên muốn cho con trai ý kiến gì phải tự lên tiếng trước để nhóc con đem ra mới được. Dạ ok là. Tả Tiểu Đa nhếch miệng. Mẹ à, chuyện chung thân đại sự của ta quyết định rồi không thể đổi đâu. Ngô Vũ Đình không kiên nhẫn vương tay. Quyết rồi, quyết rồi, mau đi ngủ đi. Thật sự không có đổi nha. Tả Tiểu Đa không yên tâm dặn lại Tình khốn này, đi ngủ ngay. Ngô Vũ Đình phiền rồi. Tả Tử Đa chạy ra cửa lại không yên tâm nhắc. cha chuyện này không phải là lời nói trong lúc uống say. Người làm chứng nha, biết đâu mẹ ta chối. Tả Trường Lộ dở khóc dở cười. Mãi đến khi Tả Tiểu Đa về phòng vẫn thỏ đầu ra. Từ hôm nay trở đi, niệm niệm mèo chính là vợ ta. Ngô Vũ Đình trừng mắt, tả tiểu đa vội đóng cửa từ trong phòng truyền ra tiếng hét không thể chơi xấu ngô vũ đình và tả trường lộ nhìn nhau cười khổ ôi thằng nhóc con này thật là chuyện này còn phải hỏi ý kiến của niệm niệm tả trường lộ câu mày không vui nói hôm nay người đồng ý như vậy thì không có hay lỡ đâu niệm niệm không đồng ý há chẳng phải là khó coi sao niệm niệm mèo sẽ không từ chối đâu tâm tư con bé ta rất là rõ ngô vũ đình trợn trắng mắt nói tóm lại chuyện này không thể cưỡng ép nàng ra ngoài lâu như vậy dù có thay đổi cũng là điều bình thường tả trường lộ nói đương nhiên nếu niệm niệm mèo không đồng ý cũng có thể làm việc với tiểu đa thôi ngô vũ đình nói niệm niệm là đứa trẻ thông minh chỉ cần nói xa nó gần là nó biết ý rồi nếu xa đề tài câu chuyện hoặc là từ chối thẳng thắn thậm chí là ngầm từ chối tự có đạo lý nhưng như vậy hẳn là phải cắt đứt suy nghĩ của đa đa không thể để nó quấy rầy khiến người thân biến thành oan gia tả trường lộ gật đầu đúng vậy ngô vũ đình nói thật ra đa đa cũng là đứa trẻ rất có số nếu nó không cảm nhận được niệm niệm thật sự đã đồng ý, chị e là cũng sẽ không yêu cầu trước mặt ta như vậy đâu. Tả Trường Lộ cũng gật đầu với điều này. Hai vợ chồng đến phòng khách mà Tả Tiểu Đa đã thu dọn, mắt sáng lên vô cùng hài lòng. mặt nào cũng nhìn ra được con trai mình thật có tâm. Phòng ngủ này sắp xếp giống y chang trong nhà, dù là kiểu dáng, phần hướng, màu sắc, tất cả đều rập khuôn, đầu đầu cũng sạch sẽ gọn gàng không có chút bụi bặm. Không tệ, không tệ, con trai có tâm. Hai vợ chồng đều hài lòng. Không ngờ, con trai ta lại đánh thắng băng minh đại vu. Ngô Vũ Đình chợt nhớ đến chuyện này, mặt lại kiêu ngạo. Con trai ta thật là đỉnh của chóp. Băng minh sẽ thua tả tiểu đà, điều này ta cũng có dự đoán. Tả trường lộ cười ha ha. Ta nghĩ hẳn đám nhóc con này biết chuyện giữa Hồng Thủy với cậu Đác, nên mới định qua xem náo nhiệt, để tiền tay nắm thóc Hồng Thủy, sau đó giễu cợt. Tả Trường Lộ hiểu rõ tính xấu của đám băng minh. Nhưng lần này băng minh khổ rồi, luôn bắt nạt người khác, giờ lại bị bắt nạt. Băng hồn tùy thân bao nhiêu năm cũng thua luôn. Phỏng chừng lần này về sau không dám nhắc chuyện này. Không nhắc cũng không được, còn có vật tư kia. Sắc mặt của Ngô Vũ Đình trở nên không vui những vật tư con trai ta thắng được. ngươi xem, cái tên tiểu người nhi kia đi, trên mặt thiếu chút, nói toàn là công lao của hắn, y như cha hắn, đúng là cha nào con nấy. công lao thì là của mình, lỗi thì là của người khác. Tả trường lộ thất thời không lên tiếng, rõ ràng tính cách che chở con cái của Ngô Vũ Đình lại tái phát. dựa vào cách nói của hai người tiểu đoá Thậm chí di tích được phát hiện cũng có công lao của con trai ta. Cũng không biết cuối cùng con trai ta được bao nhiêu phần. Ngô Vũ Đình càng nói càng bực. Nói là cho nó thứ trong di tích, nó cũng tạm thời không có dùng được. Tả trường lộ không thể không nói. Nhưng phải là đồ nhà chúng ta, tóm lại phải nói cho rõ ràng. Ngô Vũ Đình vẫn không tha. Được rồi, được rồi, ta sẽ tìm cơ hội nói rõ với bọn hắn. Với lại, thứ mà đám người liệt hỏa đưa hôm nay, Ngô Vũ Đình hừ một tiếng nói, đều không phải để tăng tu vi. Với lại đa số cũng chẳng có tác dụng gì với tiểu đa. Người nói đến việc tăng võ lực, đúng là cơ bản không có tác dụng gì. Nhưng mấy thứ đó là có công dụng rất lớn. Trái lại tả trường lộ rất tỉnh táo. Thật sự có thể thu được nhiều thứ như vậy từ tay mấy tên quỷ keo kiệt này đã tốt lắm rồi. Thôi ngủ đi, ngày mai lại nghiên cứu vận dụng cụ thể ra sao. Một đêm yên tĩnh, ngày hôm sau tả tiểu đa xin nghỉ. Cha mẹ đến rồi, ta phải đưa cha mẹ đi dạo thành phong hải. Lý do này không chê vào đâu được, không có kẻ hở. Dựa vào tiến độ tăng tu vi hiện nay của tả tiểu đa, nghỉ ba năm bảy ngày không phải là chuyện lớn. Văn Hành Thiên không những bày tỏ đã hiểu, mà còn hỏi một câu, có cần cấp cao của trường ra mặt không? Tả Tiểu Đa vội từ chối. Mấy ngày này phải đi chơi cùng cha mẹ thật vui, một đám thầy lãnh đạo bọn hắn đến cùng để mà làm gì? Với lại, lỡ như đến nói, ta ở trường anh Minh Thần Võ, chắc sẽ làm mình ăn no đòn, chuyện này tuyệt đối là không được. Văn Hành Thiên biểu thị nhóc con, người đợi đó. Trận đoàn này người nghĩ người có thể tránh được sao? Mấy ngày này người cứ diễn trước mặt cha mẹ người, thêm vẻ vang. Sang sớm ngày thứ hai, Ngô Vũ Đình đã gửi tin nhắn cho tả tiểu niệm. Niệm niệm mà ta và cha người đều đang ở cao võ tiềm long, phong hải. Mấy hôm là đến học phụ huynh cao võ tiềm long, người đến không? Nghĩ nghĩ lại bổ sung tiểu cậu đác ở đây rất là ổn sống trong một căn biệt thự rất là tiêu xái với lại ta thấy được rất nhiều cô gái đến trông cũng được lắm cũng không biết cậu đác chọn ai thời gian mấy ngày nay ta đều giữ cửa giúp hắn nếu người đến tiền thể tư vấn giúp ta tin này vừa gửi đi tả tiểu niệm đang gọi chữ trả lời đột nhiên xóa hết từ đã gửi nhanh nhẹn lưu loát trả lời một câu ta qua ngay nước mắt cũng sắp rơi rồi còn muốn ta qua tư vấn cho hắn sao? Mẹ à, người thật quá đáng. Tả tiểu niệm đứng lên sát khí bừng bừng xông ra xin nghỉ phép. Rất nhiều cô gái sao? Mẹ còn qua đó giúp hắn kiếm. Còn muốn ta tư vấn ư? Ừ. Tiểu cẩu đát người làm sằng làm bậy, còn tiêu sái. Người chết chắc rồi. Nghỉ phép. Tả tiểu niệm lạnh lùng xông vào văn phòng lãnh đạo tầng 3 cửu trùng Thiên Cát. Đang nguyên cảnh là tầng thứ nhất cửu trùng thiên cát, anh biến là tầng 2, mà bây giờ tả tiểu niệm đã là tầng 3, với lại còn hoàn toàn xứng đáng là boss trong tầng 3. Cho nghỉ. Lãnh đạo nhìn sắc mặt nàng đột nhiên bị dọa hú hồn chi mén, không hỏi lý do đã cho nghỉ. Nghỉ phép một tháng. Cho nghỉ. Nếu không đủ thì gọi điện đến bổ sung. Duyệt trực tiếp vui vẻ như vậy. Lãnh đạo quá khách sáo, quả thật Lúc thấy tả tiểu niệm bước vào đã quyết định Hôm nay người muốn làm gì ta cũng đồng ý hết Đừng nói là xin nghỉ Thấy sát khí bừng bừng như vậy không khách sáo là thấy quỷ Linh miêu đại nhân ở cửu trùng thiên lâu như vậy Chưa từng bạo phát khí lạnh nặng như thế Sát khí lớn như vậy Xem ra hôm nay nàng tức giận thật rồi Không biết ai không có mắt mà trêu chọc nàng Lửa giận bừng bừng như vậy dù là ai chọc đến nàng Ôi tự cầu phúc đi thôi chuyện khẩn cấp không? Cần phái người trợ giúp hay không? Lãnh đạo này cũng tốt bụng hỏi một câu. Không có gì. Tạ Tiểu Niệm muốn nói em trai ta họp phụ huynh, nhưng rất không muốn nói đến hai chữ em trai, vì có một loại cảm giác gạt bỏ rất nghiêm trọng khắp tim mình, không có vui. Bây giờ Tiểu Cậu Đác rất vui vẻ nhảy nhót, chắc chắn là đang tìm đánh. Tiểu Cậu Đác nhà ta có chuyện bên ngoài, ta đi xử lý một chút. Tả tiểu niệm đi mà bừng bừng sát khí Mặt của cấp trên cũng sững sờ Tiểu cẩu đát nhà ngươi có chuyện bên ngoài Kết quả chọc người thành như thế này sao Chưa từng thấy Linh miêu nuôi chó Vụ gì đây nói gì vậy Nhưng người đi thì đi đi Sắp đóng băng chết ta rồi Ly trà của ta sắp đóng băng rồi Nghĩ nghĩ vẫn gửi tin cho lão đại Cửu trùng thiên cát Rất cẩn trọng nói lão đại linh miêu xin nghỉ một tháng nói xử lý chuyện con chó nhỏ lão đại lập tức trả lời biết rồi không có chuyện gì nữa chuyện gì cũng không phải của ta chủ quan duỗi chân dài cầm ly trà buông uống từng ngụm nước lại khiến tay muốn đóng băng thật là na chà sao lại quên vừa nãy nước trà cũng đều kết băng rồi nhanh chóng vận công trên tay tỏa ra nhiệt lượng làm đá tan ra nhưng tiếc là trà không uống được nữa hoàn toàn mất vị rồi. Sau khi Linh Miêu đột phá khí lạnh thường bạo phát, mình ở bên cạnh có thể nói là chịu rất nhiều. Nhất là trà này đã đổi vị mấy lần rồi. Hệ lúc ra ngoài, mấy giây quay lại đã đóng băng. Ôi trời, ít nhất trong một tháng. Cuối cùng không cần lúc nào cũng cầm ly trà trên tay. Linh Miêu nghĩ phép rồi là một chuyện tốt. Tại trung tâm cửu trùng thiên cát, một h y nhân trầm ngâm lập tức gửi đi một tin nhắn bộ trưởng linh miêu chính là tả tiểu niệm xin nghỉ một tháng câu trả lời lập tức gửi đến cần ta dạy người làm thế nào sao vội trả lời ta đã phái hai vị quy huyền đi theo rồi bên kia không đáp nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn không nhịn được gõ chữ bộ trưởng đây là công chúa của hoàng thất sao bên kia đáp người muốn biết ư ừ hắc y nhân bên này hơi lo lắng ta có thể không muốn biết sao ta rất là muốn biết luôn ấy chứ nhưng đối diện với câu này khí lạnh rất dày ôi thôi không hỏi không hỏi không muốn biết vội vàng trả lời bên kia lại không trả lời hắn lau mồ hôi lạnh ôi mẹ ơi dọa ông đây sợ chết khiếp nói người ném tổ tông này qua đây cuối cùng là nào muốn động thế nào người nói rõ chút xem nhưng cô nhóc nhóc này thật là thiên tài, tốc độ tu luyện đúng là. Hiếm hơn nữa là nền móng dày hơn người thường mấy mươi lần, trên trăm lần. Nó là thiên tài cái thế cũng còn khiêm tốn. Được rồi, ngài thích làm gì thì cứ làm đi. Tạ tiểu niệm nhảy vọt lên đã xông lên không trung, dễ dịu bay lên trời từ cửu trọng thiên cát. Một luồng băng tuyết rầm rầm xé toạc màn trời, xông ra ngoài, lại có băng tuyết kết đến Màn trời hồi phục như cũ, vụ một tiếng không thấy đâu. Cao thủ giữ màn trời đế đô liều mạng chạy sang bên này, lại phát hiện bên này đã phục hồi rồi, trong đầu chợt mù mờ chẳng hiểu gì. Sau đó lại thấy hai bóng dáng xé rách màn trời xông ra, lại không có ý hồi phục màn trời nhanh chóng đi mất. Vị cao thủ bảo vệ màn trời đế đô không khỏi ngoác miệng mắng, có thể đi từ nơi khác hay không, tốc độ nhanh lắm sao, kẹp đuôi rồi không cảm nhận được ư? Chẳng ai trả lời Hai người làm chuyện xấu đã đi xa Nhưng mà trời trước đó bị hai người phá hoại Cao thủ giữ màn trời đế đô ắt không thể không đếm xỉa Đúng là khốn nạn Hình như người bảo vệ màn trời tức đến gần chết Cái thứ gì đâu không có tố giấc Nhưng trách nhiệm của mình là phải tu bổ màn trời Nếu không sao băng đâm vào sẽ xé rách liên tục Tả tiểu niệm ra khỏi màn trời càng tăng tốc dùng hết tốc lực phi nhanh về phía trước. Cả một đường phát ra tiếng nổ ầm ầm, vội như đi chữa cháy, nhanh như tên bắn nam thiên. Vừa lấy lên, đã chẳng thấy bóng dáng, chỉ để lại sau lưng một đường khói trắng. Tả tiểu niệm bị lời ngô vũ định nói làm kích động, nổi giận đùng đùng, trực tiếp triển khai thiên nguyên độn pháp, một mạch điên cuồng đi đến, vừa bay vừa nghiến răng nghiến lợi. Cẩu đát, người thật to gan, lại dám dụ dỗ bạn học. Ta cho người một hộp màu là người muốn mở hiệu nhuộm luôn hay sao? Lần trước đã cảm thấy không bình thường rồi. Còn gì mà kiếm vương, hồng hỏa, nhiều phen nữ phất cờ reo hò. <laughs> Nhóc con này còn nói ai cũng xấu. Uổng cho ta đã tin lời hắn. Cậu đát, người đúng là tìm chết mà. Bà đây tin ngươi mới là lạ. Lần này nếu ta không xử chết ngươi. Tả tiểu niệm bừng bừng lửa giận càng bay càng nhanh. Sau lưng, hai cao thủ quy huyền theo sát nàng vừa ra khỏi màn trời lập tức ngẩn ngờ. Đã không thấy rồi, tốc độ này nhanh cỡ nào chứ? Dù sao vẫn có chút dấu vết, mau đuổi theo, lỡ như mất dấu xảy ra chuyện gì, hai người chúng ta phiền to. Người nọ thở dài, hai người không có cách nào liều mạng đuổi theo. Lúc đầu còn có thể thấy dấu vết ầm ầm để lại, về sau dần dần chỉ có thể dựa vào giác quan. Sau đó nữa, hai quy huyền đã cạn lời, chỉ có thể theo quỹ đạo ban đầu đuổi theo hai người mệt tới nỗi muốn nôn ra đầu lưỡi dù thuật nghiệp có chuyên nghiên cứu mỗi người có sở trường khác nhau nhưng cô nhóc này mới tới hóa vân thôi sao có thể nhanh hơn chúng ta còn có thể nhanh thế này một người khác cảm thấy kiểu gì cũng không thể hiểu nổi thế này mà là hóa vân sơ dai sao vẻ mặt người kia không nói nên lời buồn rầu liều mạng mà bay đừng nói chuyện nữa lo mà đuổi theo Nói nữa càng không đuổi kịp. 7 giờ sáng, Ngô Vũ Đình xuống bếp làm bữa sáng. Tả tiểu đa mặt tươi như hoa, ăn đến bụng tròn vo, ưỡn bụng nằm trên sofa, vẻ mặt mãn nguyện. Quả nhiên không cần biết ai nấu cơm, cũng không ngon bằng mẹ mình. Dù sao cũng nuôi con trai nhiều năm, Ngô Vũ Đình rất rõ khẩu vị con trai nhà mình. Đương nhiên có thể quan tâm để tả tiểu đa mặt mày rạng rỡ, cười như hoa nở. Sáng sớm Lý Thành Long đã đến trường. Lúc tả tử đa không ở đây chính là thời cơ siêu tốt để Lý Đại Quân Sư tăng tu vi xưng vương xưng bá. Lý Thành Long nắm giặt cơ hội này đương nhiên phải tốt hơn người khác. Sao có thể bỏ lỡ cơ hội trời ban là ngày lớp trưởng tả vắng mặt. Lúc tả tiểu đa ăn bữa sáng hắn đã chỉnh đốn tất cả bạn học trong lớp một trận, vội lấy hạng băng mạnh mẽ mà đánh. Cả lớp hết lần này đến lần khác hoàng hô thành thế lẫy lừng chỉ có hàng sung trưng ra vẻ mặt không nói nên lời. Văn hành thiên bên cạnh nhìn cũng cạn lời. Thật không biết khi nào thì cái tên đần này mới tỉnh ngộ đây. Nói người là giáo chủ cương thiết, người thật sự định quán triệt danh hiệu nhã nhặn này cho tới cùng sao. Có lúc nhìn mà lo thay cho Lý Thành Long. Người nói xem, tự chất người tốt như vậy, ai kêu cao như thế, sao mà y kêu lại quá thấp. Thật sự không biết hăng náo loạn cái gì đây mà trong trường hôm nay đang trình diễn đại thảo luận trận chiến hôm qua các loại chú tể phân tích ông hoàng kỹ năng các đảng tiên đoán từ từ lộ ra đặc biệt là một chiêu kiếm pháp cuối thắng lợi của tả tiểu đa rõ ràng đánh khí thế như vậy tuy vốn trong sương mù không thấy được kỹ nhưng học sinh ai nấy cũng đều phấn khởi trận chiến hôm qua tả tiểu đa dùng kiếm thuật đã học từ trước phát huy từng cái một từ ban đầu mưa ly ti Mưa nhỏ, mưa to, đến cuối cùng mưa như chút nước, mỗi một kiếm pháp đều tuyệt vời, phối hợp với mấy câu thơ miêu tả hình dung nhịp nhàng ăn khớp, quả thật khiến người ta vui tai vui mắt, muốn ngừng mà không ngừng được. Mà mọi người càng hứng thú hơn với cái tên, kiếm thần Tây Môn Đại Tuyết một thời, 108.000 năm trước. Không ít người lên mạng tra kiếm trong sách cổ, tìm kiếm từ bất cứ mặt nào cũng không có ghi chép liên quan đến người này vậy là mọi người bắt đầu phát huy sức tưởng tượng một chiêu kiếm pháp này quá là đẹp khó có thể tưởng tượng được có cơ hội phải lĩnh giáo quá là trâu bò quá là đỉnh rồi đúng nhất đại kiếm thần tây môn đại tuyết cái tên này thật là hay hả tây môn ôi trời! tây môn chẳng lẽ có liên quan đến nhà tây môn đại soái nghĩ đến thôi cũng thật là khủng khiếp nghe đồn tả tử đa kia cũng có nguồn gốc với đông phương đại soái Nghĩ đến thật khủng khiếp, quá là khủng khiếp. Đối với chuyện của mấy người này, Lý Thành Long đều dè biểu. Vì mà nhất đại kiếm thần Tây Môn Đại Tuyết, nghĩ nhiều rồi mấy má ơi. Tả tiểu đa không kém nhất đại tiền thần là bao. Thử hỏi thần mà tiện được như vậy, trừ tả tiểu đa ra thì còn có ai? Tin chắc không ai có thể tranh phong cùng hắn, cũng chẳng ai dám tranh phong cùng hắn. Nhưng đối với chuyện đối phó Trung Nguyên Vương ngày hôm qua dưới tổ chức của Văn Hành Thiên, lãnh đạo trường học gật đầu đồng ý. Buổi sáng tổ chức hội tòa đàm học sinh. Lý Thành Long, đại diện học sinh lên đài, nói về cách nhìn chuyện này. Vốn dĩ bốn cấp đều có đại biểu lên đài để nói. Nhưng sau khi Lý Thành Long nói xong, những người khác đều sống chết không lên đài. Chuyện gì cũng bị hắn nói hết rồi, nói sạch bách. Dường như đến cả cái quần cọc cũng phân tích hết. Bọn ta lên mà làm gì? Lên rồi nói điều hắn vừa nói sao Vậy có mất mặt không Xấu hổ không Người bắt chước người khác Ai thích làm thì làm Ta không có làm đâu Đối với phản ứng của mấy học sinh đại diện Giáo viên các cấp cũng không muốn gây Ngược lại còn thấy đồng cảm Nói chung Đây chính là bi ai của sinh lượng sinh du Nhất là lời cuối cùng của Lý Thành Long Lời nói thâm thí khiến giáo viên học sinh đều đồng cảm, vỗ tay hồi lâu. Nhưng chính đoạn này khiến văn hành thiên và học sinh lớp 1 đều cười muốn vỡ ruột. Các bạn học à, chúng ta được nói mấy câu về trò chơi mỹ sắc. Sắc mặt mọi người đều lạ, trò chơi mỹ sắc, mỹ sắc trong lòng giáo chủ cương thiết nhà ngươi chỉ là trò chơi sao? Đúng vậy, ai ai cũng yêu cái đẹp, nhưng vì mỹ sắc mà không quan tâm gì, trái tim và linh hồn chìm đắm vào đó rồi quốc gia, thiên hạ, tình thân, tình bạn chính nghĩa, phẩm hạnh, ném đi đâu. Đó xem là gì, đó xem là ngu ngục. Chúng ta nói về Mỹ sắc. Mỹ sắc trên đại lục này có bao nhiêu người đẹp, đúng không? Tính toán kỹ càng, bình quân mấy năm có thể có nhiều người đẹp hơn. Người thích Mỹ sắc ư, ừ. vậy người từng yêu chưa? Mỗi ngày đều có mấy người đẹp bé bỏng, mềm mại, tươi mới xuất hiện. Vậy mà người đẹp số 1, hoa khôi số 1 đều là cái xác các bạn học à, chúng ta phải lấy võ đạo làm trọng. Cái khác không nói, trận thắng băng tiểu băng hôm qua của tả lão đại, tả tiểu đa. Người đẹp thích hắn nhiều không? Rất nhiều nhỉ. Nhưng tả lão đại chưa từng nghĩ đến. Ta ở cạnh hắn rất lâu, có thể cá cược hắn không phải là thái giám, nhưng trong lòng hắn đặt ở võ đạo. Tả lão đại hắn chẳng màng đến mỹ sắc. Chúng ta lên cao võ, người đẹp cùng thời bao nhiêu? Đình sơ võ có bao nhiêu? Với cả đến nhà trẻ bao nhiêu? Vừa sinh bao nhiêu? chưa sinh à, càng nhiều hơn. Về ta, tuy Lý Thành Long ta không thể xem là thiên tài tuyệt đỉnh, nhưng cũng miễn cưỡng qua được đúng không? Nhưng đương nhiên ta lớn lên cũng chẳng có gì đặc biệt, và cũng không có người đẹp nào để ý ta. Nhưng dù có để ý ta, ta cũng không cần. Vì sao? Vì ta phải leo lên đỉnh cao của võ đạo. Tình cảm nam nữ không đáng nhắc đến, Lý Thành Long ta không đếm xỉ tới. Con đường võ đạo vô cùng vô tận, đừng hỏi điểm cuối con đường phía trước. Chuyện này cố gắng cùng các bạn học. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Nhưng mà hàng băng khuôn mặt đen thui đứng lên rời đi. Tất cả học sinh lớp 1 không nôn ra được một đống rối nùi trong bụng. Nhìn Lý Thành Long với ánh mắt lạ kỳ. Tên này cuối cùng đắc tội chết với hạng băng rồi. Đúng như dự đoán, Lý Thành Long cực kỳ hứng thú tìm đến hạng băng luyện tập. Hạng băng không quan tâm hắn như không thấy hắn vì sao nhìn hàng băng tẻ ngắt đi ra xa lý thành long gãi đầu nét mặt khó hiểu ta cũng đâu có đắc tội ngươi đâu cuối cùng là sao rõ ràng buổi sáng còn ổn mà bây giờ bạn học và giáo viên cũng không cười ngược lại hơi lo ví dụ như mạnh trường quân đi tìm văn hành thiên thầy văn thế này không được mức độ sắc thép của giáo chủ sắc thép đã đạt đến độ khiến cho người ta lo trước đây chúng ta có thể xem là chuyện cười nhưng mà đến bây giờ nếu còn không hiểu phải tổn thương người rồi mạnh trường quân hơi lo văn hành thiên cũng đồng cảm với mạnh trường quân thực tế hắn cũng rất lo về chuyện này ý là tuy ta là giáo viên nhưng chuyện này ta cũng chịu thua ta cũng chưa từng yêu đương xin người hãy nghĩ cách đi mà cứ như vậy e rằng sẽ tạo thành đầu mối chuyện đáng tiếc cả đời mạnh trường quân nói văn hành thiên câu mày chuyện này Ta khó nhúng tay vào Vẫn nên đợi tiểu đa tới Thương lượng với tiểu đa Để hắn đi làm chuyện này Mặt của mạnh trường quân cạn lời Chỉ e rằng tên kia Có thể khiêu khích đến mức Hai người đánh nhau tới rớt não Người trông chờ hắn đi làm chuyện này sao Mới đầu Văn Hành Thiên khẳng định Sau đó không hiểu sao Bẻ lái thành câu hỏi Chuyện lớn mà Hẳn là tả tiểu đa sẽ không náo loạn chứ. Cũng khó nói Tính khả năng tải tiểu đa Khiêu khích hai người đánh tiếp Chiếm 99% Một phần trăm còn lại Là tính khả năng của việc hai người làm mối Mẹ kiếp Tiện thật Văn hành thiên câu mày Thôi quên đi chờ tối nay tan trường Ta sẽ liên lạc với tải tiểu đa Dạ được Mạnh trường quân trở về Sau khi trở về hắn động viên chân phiêu phiêu Và Vũ Yên Nhi Hai người đều đang chơi đùa với bé hổ của riêng mình Hiện giờ bé hổ của hai nàng đều đã lớn bằng những chú chó trưởng thành. Mặc dù vẫn còn nét đáng yêu, dễ thương, nhưng khí chất của bách thú chi vương đã bắt đầu dần dần lộ ra. Võ sư bình thường, e rằng sẽ bị hai bé hổ này hạ gục xuống đất ngay lập tức. Các người bớt chút thời gian đi khuyên hàng băng đi. Cứ kéo dài như vậy sao mà được. Các người đều là con gái, dễ nói chuyện. Hai nàng tỏ ra bọn ta thật sự khó xử. Bọn ta không khuyên sao? Bọn ta đã khuyên nàng đâu chỉ một hai lần thôi đâu Nhưng mà Hạng băng vẫn buồn Loài chuyện này sao con gái có thể chủ động Cũng chỉ có thể hy vọng Lý Thành Long đột nhiên thông suốt Nhưng tại sao cương thiết giáo chủ Lại khó thông suốt như vậy Hằng ngày đầu óc của hắn giống như bị lừa đá Nhìn thấy hạng băng giống như là bò tót nhìn thấy vải đỏ Ngoài việc đánh nhau ra thì không còn gì khác Làm sao mà chỉnh tình khốn này Khi bọn họ đang phiền muộn ở trong trường thì Tải Tiểu Đa lại đang vui vẻ tới mức vô pháp vô thiên ở nhà. Ban đầu Tải Tiểu Đa đề xuất hắn sẽ dẫn cha mẹ đi dạo quanh thành phong hải, nhưng bị Tải Trường Lộ và Ngô Vũ Đình trực tiếp từ chối. Đối với hai người bọn hắn mà nói, đi dạo thành phong hải sao? Thành phong hải có cái gì hay để mà đi dạo? Bọn hắn thật sự không có hứng thú. cẩu Đác Ngô Vũ Đình chỉ thị Lấy tất cả thu hoạch của ngươi trong khoảng thời gian này ra, để ta và cha ngươi nhìn xem. Ở đây sao? Tả tiểu đa gãi đầu. Có vẻ như là ở đây không có đủ chỗ chứ Ở đây không có đủ chỗ chứ Người có nhiều như vậy sao? Ngô Vũ Đình ngẩn người. Dạ. Vậy thì ngươi lấy từng thứ từng thứ ra. Quá là phiền phức. Tả tiểu đa lấy việc không tháp ra đặt lên bàn cười hi hi, nét mặt khoe khoang. Dạ, mẹ, chúng ta trực tiếp đi vào xem. À, vẫn chưa được, phải chờ một chút. Hai người chờ chút nha, ta đi vào trước xử lý một ít. Sau khi nói xong, hắn đi vào ngay lập tức, tranh thủ thời gian hấp thu hết nhiệt lượng bên trong. Thứ mà liệt dương chi tâm liên tục tỏa ra trong khoảng thời gian này. Hơn nữa hắn còn làm cho không gian có độ ấm dễ chịu, lúc này mới lại nhảy ra ngoài. Đây là điều bắt buộc. Tả tiểu đa nghĩ trong đầu, cho dù trước kia cha mẹ là đại lão, nhưng bây giờ bọn họ đều rất yếu, nếu đi vào mà bị bỏng, vậy chẳng phải là quá tồi tệ hay sao? Tả trường lộ nhíu mày, tên nhóc con này vậy mà có diệt không tháp, trên đời này cũng chỉ có mấy tòa tháp như vậy. Xem ra hiệu trưởng Diệp Trường Thanh của Tiềm Long đã đưa cho tả tiểu đa tòa tháp của hắn rồi. Có điều cũng chỉ có thể xem thứ này là một cái nhẫn không gian cỡ lớn, ngoài tác dụng này ra thì chẳng còn tác dụng gì khác nữa. Nhưng nếu bàn về nhẫn không gian thì hẳn là bổn mệnh giới chỉ của Hồng Thủy Đại vu tốt hơn diệt không tháp này nhiều lắm nhưng trong nháy mắt đi theo tả tiểu đa vào trong diệt không tháp vợ chồng tả trường lộ kinh ngạc ngay lập tức hai vợ chồng đều thuộc loại có hiểu biết sỏi đời nên ngay tại giây phút đầu tiên khi bọn họ vừa mới đặt chân vào bên trong diệt không tháp bọn họ đã nhanh chóng cảm nhận được có gì đó không đúng bên trong sao có thể có hơi thở của sự sống sao có thể có hơi thở của sự sống trong thứ như diệt không tháp này bọn họ chưa từng nghe nói bên trong diệt không tháp còn có núi, hơn nữa còn là dãy núi lớn. Sao cây cối trên dãy núi lại rậm rạp xanh tươi thế này? Trên mặt đất phía xa, có thể nhìn thấy từng đám cỏ non mềm mại ở khắp nơi. Dõi mắt trông về phía xa, đó chính là một vùng thảo nguyên rộng lớn bát ngát mênh mông. Gió nam ấm áp thổi đến, khiến những ngọn cỏ nhỏ tươi tốt đung đưa. Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy sự nghi ngờ, khó hiểu trong mắt nhau. Tổng cộng cũng chỉ có mấy cái diệt không tháp như vậy. Đây là điều chắc chắn. Mà tòa tháp trong tay Tả Tiểu Đa chắc chắn chính là tòa tháp trong tay Diệp Trường Thanh. Cũng chính là một trong những tòa tháp bình thường nhất. Diệt không tháp còn lại năm xưa tổng cộng có ba cái có công năng thời gian. Có một trong số đó khi tu luyện ở bên trong một ngày sẽ có hiệu quả bằng hai ngày ở bên ngoài. Cái đó đã đưa cho Du Đông Thiên. Một cái khác thì tu luyện ở bên trong một ngày bằng ba ngày ở bên ngoài cũng đã đưa cho Bạch Vân Đóa, vợ của đệ tử mình. Còn cái thứ ba cũng giống như cái của Du Đông Thiên, tu luyện ở bên trong một ngày bằng hai ngày ở bên ngoài đã rơi vào trong tay của hoàng gia. Những cái khác sẽ không có công năng biến đổi tốc độ dòng chảy thời gian, cũng chỉ là vật tầm thường như hầu hết những không gian, nhiều nhất thì có thể tạm thời chịu tải vật còn sống mà thôi. Nhưng sao cái trong tay tả tiểu đa lại thế này? chỉ có tả trường lộ và ngô vũ đình biết ngay cả khi tất cả những tòa tháp kia cộng lại cũng không lớn bằng cái của tả tiểu đa hơn nữa bên trong cũng không thể có dãy núi có thực vật chúng chỉ có sự khác biệt về khoảng thời gian trôi qua một cách đơn thuần mà thôi tòa tháp này của tả tiểu đa hoàn toàn có thể nói là tuyệt thế dị bảo độc nhất vô nhị trên thế giới cha dạ, mẹ tiểu tháp của ta thế nào tả tiểu đa hí hửng nói hiện tại sống trong tiểu tháp này của ta bên trong một tháng bên ngoài mới chỉ có một ngày tốc độ dòng chảy thời gian một ngày tương đương với một tháng làm sao làm sao làm được điều này ánh mắt của tả trường lộ sáng rực giờ khắc này hắn thật sự kinh sợ rồi về chuyện này ta cũng không rõ lắm đối với câu hỏi này tả tiểu đa thật sự có chút bối rối ngay khi vợ chồng tả trường lộ đi vào Tiểu Long đã trốn đi, hơn nữa còn luôn dặn tả Tiểu Đa đừng có nói ra mình. Cho dù tả Tiểu Đa muốn nói, nhưng con rồng nhỏ là một sự tồn tại mà ngoài bản thân hắn ra thì không ai khác có thể nhìn thấy. Con rồng nhỏ không muốn đi ra, hắn cũng không có cách nào để chứng minh cách nói của mình. Khi Diệp Trường Thanh đưa cho ngươi, đã như vậy rồi sao? Tả Trường Lộ hỏi, không phải, ấy cha, sao người biết là hiệu trưởng Diệp đưa cho ta? Tả Tiểu Đa ngạc nhiên hỏi. Tả Trường Lộ ho khan một tiếng. Người quên rồi sao? Vốn dĩ ta và mẹ người đều là cao thủ. À đúng rồi, là ta hồ đồ. Tả Tiểu Đa tự tác nhẹ vào miệng mình, giống như đang bút ve, rồi cười ngốc nghếch. Tới bây giờ hắn đã hiểu, nếu không có sự giúp đỡ của con rồng nhỏ, mà chỉ tích lũy một tinh hồn ngọc bên trong, có lẽ là vẫn có thể hấp thu, nhưng chắc chắn sẽ không có được hiệu quả kinh người như hiện nay. Chà, ta chỉ có thể nói, quá trình của sự việc này rất tình cờ. Hơn phần 99% là không có cách nào có thể làm lại. Tả Tiểu Đa nghĩ đi nghĩ lại rồi khéo léo nói. Cờ duyên rất trùng hợp, đợi ta tự mình tìm ra nguyên nhân bên trong, ta sẽ báo lại với ngươi. Thôi, bỏ đi. Thật ra tả trường lộ đã nghĩ thông suốt rồi. Thứ như tòa tháp này cũng chỉ có một, hơn nữa còn nằm trong tay con trai mình, có gì mà cần phải lo. Người khác không có đúng chứ Vậy mới là tốt Nếu thật sự là ai cũng có một tòa Vậy thì sự oai hùng bất phàm của nhà họ tả ta Có thể được thể hiện ra như nào Hình tròn này Là liệt dương chi tâm Ngươi dùng thứ này để tu luyện viêm dương chân kinh của ngươi sao Ngô Vũ Đình ngạc nhiên hỏi Vậy mà con trai nàng lại có cả thứ này Mẹ à Là lịch của thứ này càng trùng hợp hơn Là lần trước Nó từ trên trời rơi xuống may mắn thế nào là rơi trúng vào chân ta tả tiểu đa hớn hở nói ngô vũ đình cười toe toét từ trên trời rơi xuống rơi trúng vào chân ngươi sao không rơi trúng vào chân người khác nhìn tên nhóc con này mượn rỡ như một chú cún con ngốc nghếch hai vợ chồng phối hợp ăn ý đều không vạch trần có điều ngô vũ đình và chồng mình nhìn nhau hai người cùng mỉm cười nhận của cha đỡ đầu quả nhiên là rất tuyệt vậy mà ngay cả thứ này cũng đưa tới hai hình tròn có ánh sáng vàng này tả trường lộ đi tới gần xem thử lại kinh ngạc đây là hai con kiếm sĩ hổ đang được huyết mạch truyền thừa cải tạo tư chất sao thứ hiếm lạ của người quả là không ít hết thứ này tới thứ khác liên tiếp xuất hiện tả tiểu đa thật sự kinh ngạc nhãn lực của cha đúng là lợi hại dạ phải cha ạ à? nhãn lực này của người chính là cái này tả tiểu đa giơ lên ngón tay cái tả trường lộ đứng thẳng người câu mày hỏi nhìn dáng vẻ này hẳn là hai con hổ này cũng sắp đi ra rồi ngươi chuẩn bị xử lý chúng ra sao tả tiểu đa gãi đầu nói chuyện này ta thật sự vẫn chưa nghĩ xong ngồi vũ đình dừng bước nhìn thoáng qua khởi điểm cho sự xuất hiện trở lại của hai bé hổ này là yêu hơn nữa ta thấy trong trường hợp này hai bé hổ này lại chính là hai con kiếm sĩ hổ trưởng thành, được cải tạo một cách tình cờ. Cộng với thiên hổ truyền thừa, nên yêu tính khó thuần, giả tính cũng khó thuần. Muốn thuần hóa không phải là chuyện dễ dàng. Mẹ, người cho ý kiến đi, ta phải làm sao bây giờ? Tả Tiểu Đa rất thức thời nói. Giết thì có chút đáng tiếc, có lẽ cũng không được bao nhiêu thịt. Hai con không có đủ một bữa ăn. Ta không nghĩ ra, nhưng ta vẫn còn cha mẹ cơ mà. Ăn thì sao? Vậy mà ngươi cũng nghĩ ra được. Ngô Vũ Đình đảo mắt suy nghĩ rồi nói, "Như thế này đi, đơn giản là ta và cha ngươi vẫn phải ở trong này một thời gian, mà hẳn là hai con hổ này sẽ đi ra sau khi cải tạo xong. Vậy thì tới lúc đó ta sẽ nghĩ cách để hai con hổ này chính thức nhận chủ, sau đó ta và cha ngươi" sẽ giúp người dạy dỗ chúng vài ngày tới khi bọn ta rời đi bọn ta sẽ thả chúng về với núi rừng để chúng phát triển loại huyết mạch của yêu hổ này nếu để nuôi ở bên người rất dễ làm mất đi giả tính ngoài sự đáng tiếc này ra thì việc nuôi ở bên người còn có thể khiến chiến lực của chúng giảm mạnh chỉ khi chúng được tự mình chiến đấu và chém giết ở nơi hoang dã mới có thể có chỗ dùng nhưng đã nhận chủ rồi nên giữa hai bên sẽ có mối liên hệ ràng buộc ở một mức độ nhất định sau này nếu có thể dùng thì dùng không thể dùng thì bỏ đi cũng không sao ngô vũ đình nói một cách rất nhẹ nhàng tả trường lộ cau mày nói nhân quả thay đổi liên tục nên không thể đoán trước khi đó sẽ thế nào nhưng đại lục yêu tộc trở về đã là điều chắc chắn tới lúc đó nhìn xem hai con hổ này có thể có tác dụng gì không nhưng có lẽ điều này rất là khó nếu chúng có thể phát triển trở thành thiên hổ tinh phách của thiên hổ nguyệt hoa cao tả trường lộ im lặng suy nghĩ thứ đó đã bị ta chôn ở dưới chân núi kia cha chính là ở kia ở chỗ kia kìa tả tiểu đa chỉ vào ngọn núi trong việc không tháp tả trường lộ trợn trắng mắt cuối cùng không nhìn được vỗ vào vai tả tiểu đa trong mắt tràn đầy sự vui mừng không hổ là con trai ta ngô vũ đình cũng cười ha hả Tả Tiểu Đa hơi không hiểu cho lắm. Ta tìm cách mang thứ kia trở về là hy vọng nó có thể phát triển một lần nữa. Mà điều này thì có liên quan gì tới việc ta có phải là con trai của người không? Đúng rồi, những cây long hồn xâm và cả những xà vương quả, thứ mà vẫn còn có thể phát triển được, đều được ta chôn ở trong này. Đột nhiên tả tiểu đa nhớ ra, cha, mẹ, ở đây ta có hai cây long hồn xâm đã trưởng thành, hay là hai người mỗi người ăn một cây đi biết đâu có thể khôi phục tu vi dù chỉ có thể khôi phục một phần cũng là tốt tả trường lộ lắc đầu đó là thứ tốt nhưng nó lại vô dụng đối với ta và mẹ người tu vi của bọn ta không thể dùng ngoại vật để khôi phục vô dụng sao tả tiểu đa không khỏi tự hỏi xem ra vấn đề của cha mẹ tương đối nghiêm trọng thứ tốt như vậy mà cũng vô dụng tuy rằng long hồn xâm là thứ tốt nhưng nó chỉ hữu dụng đối với người dưới quy huyền mà thôi ngô vũ đình xoa đầu tả tiểu đa khiến đầu tóc hắn rối bù được rồi tả tiểu đa để ý ngay lập tức xem ra hắn phải nhanh chóng ăn thứ này mới được nếu ta lỡ đột phá quy huyền vậy chẳng phải là thứ này sẽ vô dụng đối với ta sao đến lúc đó chỉ có thể làm lợi cho kẻ khác như thế này có khác gì là mua được đồ ngon mà không ăn để cho nó hết hạn tòa tháp này của người ngô vũ đình ngẫm nghĩ rồi nói đợi sau khi hai bé hổ đi ra ta chắc chắn sẽ tìm một người tới giúp ngươi để tòa tháp này nhận ngươi làm chủ hai mắt của tả trường lộ sáng lên đây là một ý kiến hay còn về chuyện tòa tháp này vốn dĩ là của ai có phải là người ta tặng cho tả tiểu đa không hay là chỉ cho mượn hai vợ chồng đều không quan tâm vấn đề này quan trọng sao Tháp này đã nằm trong tay con trai ta, nó chính là của con trai ta. Đoạt ư, dám đoạt thử xem. Còn có rất nhiều thiên tài địa bảo, nhưng phàm là những thứ vẫn còn sức sống, thì đều bị ta chôn vào ngọn núi này. Tả tiểu đa chỉ vào ngọn núi trước mặt, nói với vẻ khoe khoang. Thấy rồi, người còn đánh dấu tất cả sao? Tả trường lộ có phần bồi phục mạch não của con trai. Chỉ thấy trên núi cắm đầy cờ, mặt nào cũng có những lá cờ nhỏ đang phấp phơ trong gió và trên những lá cờ đều được viết đầy chữ đó là tên của dược liệu linh chi bảy màu huyền tinh tuyết tham tôi hồn chu quả thủy tinh đằng hoàng dương thảo mộng yểm hoa vân vân nhìn sơ qua có khoảng trên trăm loại khác nhau cả dãy núi đều được cắm đầy cờ vừa nhìn vào đã thấy vô cùng đồ sộ giống như một vị lão tướng quân cắm cờ toàn thân Dẫn theo đại quân của mình Đại quân cũng cấm cờ toàn thân Mai phục ở trong này Tả tiểu đa chấp hai tay sau lưng Nhìn kiệt tác của mình Giả vờ làm mặt bình thản Ngạc nhiên chưa Cha, mẹ, con trai của các người thật sự rất giỏi Hiện tại đã có tư cách Làm chủ một gia đình Những thứ mà tả tiểu đa Cất giấu ở trong ngọn núi này bản thân hắn chỉ thu thập được một phần nhỏ trong số đó, còn phần lớn đều là thu được từ những cái nhẫn không gian mà hắn đoạt được. Phải nói rằng bên trong những không gian nhiều như vậy, quả thật là có đủ mọi thứ. Chỉ có người không nghĩ ra thôi, chứ còn bên trong thứ gì cũng có. Tả Tiểu Đa rất tự hào. Ngô Vũ Đình nhíu mày cảm thấy có chút tức giận ở trong lòng. Xem ra trong khoảng thời gian này, Tiểu Cẩu Đác đã phải mạo hiểm rất nhiều. Có rất nhiều thứ trong số này là những món hàng tốt có thể gặp mà không thể cầu cũng không phải là tùy tiện mà có thể có tên nhóc này hơi liều rồi bản thân người phải nhớ rõ những thứ này tả trường lộ nhắc nhở có những thứ không quan trọng lắm có thể xuất ra thì xuất ra đi đừng quá keo kiệt cứ để trong này có đôi khi bản thân người sẽ quên và cũng có đôi khi sẽ bỏ lỡ sự việc đây là lời nói dựa trên kinh nghiệm của tả trường lộ hằng ngày thu được quá nhiều thứ nên thường xuyên chất thành đống trong những không gian một cách tùy tiện rồi mặc kệ chúng một khoảng thời gian sau mới nhớ ra cũng không biết chúng đã thành cái dạng gì rồi hoặc là nát vụn hoặc là đã hỏng hết mà trước đây đã từng có người không tìm thấy chúng quả thật những chuyện như vậy có rất nhiều dạ con hiểu rồi tả tử đa cười hi hi nói chỉ là hiện nay thực lực vẫn còn quá yếu xuất ra quá nhiều thứ tốt sẽ bị người có tâm cơ dòng ngó. Đợi ta mạnh hơn chút, ta sẽ dùng nó để đổi lấy tiền. Hiện nay, tại thành phong hải, đã có sẵn một gia tộc có thể giúp ta xử lý những thứ này. Nhưng mà hiện nay, ta vẫn chưa định để bọn hắn bắt đầu làm, ta còn muốn khảo sát một chút. Tải rừng lộ hỏi kỹ một lần nữa sau mới gật đầu nói. Người hành động cẩn thận như vậy là đúng, cho dù đã xác định là rất đáng tin, nhưng cũng không thể nào lơ là khi mà hai bên vẫn chưa cùng trải qua mâu thuẫn về lợi ích. Bởi vì tiền tài động lòng người, từ trước tới nay đều không phải là nói cho vui. Triển khai thực hiện thế nào, tả tiểu đa cũng đã nghĩ xong rồi. Phương Nhất Nặc đã nhàn rỗi lâu mà chẳng có việc gì làm, đây cũng là lúc nên cấp cần câu cơm cho hắn, tìm cơ hội thích hợp để hắn hợp tác với gia tộc của Cao Sảo Nhi. Còn có thứ nào khác không? ngô vũ đình không nhìn nổi vẻ mặt khoa khoe khoang của tả tiểu đa nên đã kích hắn như này mới có bao nhiêu hơn nữa chất lượng của những thứ này cũng bình thường thôi như này mới có bao nhiêu chất lượng của những thứ này cũng bình thường thôi tả tiểu đa người đang vô cùng đắc ý đang chờ đợi được khen ngợi trực tiếp bị giọng điệu của mẹ mình làm cho kinh sợ vốn dĩ hắn cho rằng những thứ này đã đủ để làm cha mẹ kinh ngạc rồi nhưng nghe giọng điều này của mẹ, có vẻ như không có chuyện gì. Nói như vậy thì nhãn giới của người rất cao sao?" Tả Trường Lộ vỗ vai vợ mình, nhẹ giọng nói. "Hiện nay, cậu đát dựa vào năng lực của bản thân, có thể kiếm được những thứ này cũng đã không dễ dàng gì." Ngô Vũ Đình gật đầu, lời này có lý. Tả Trường Lộ lập tức nói, "Mặc dù những thứ này đều là rác rưởi, nhưng cũng không ai chê nhiều." Rác rưởi? Tả Tiểu Đa không phục. Tại sao chứ? Ta kiếm được những thứ này đâu có dễ dàng gì. Con trai của các người rất giỏi nha. Ta còn có rất nhiều thứ tốt chưa lấy ra đâu. Hai người nhìn xem, ngàn vạn lần đừng có chớp mắt nha. Nói rồi, rút những thứ từ trong những không gian ra. Ngay sau đó, những không gian phun ra bên ngoài như lũ quét. Ngay lập tức xuất hiện một ngọn núi trên mặt đất. Đây là tinh hồn thạch mà ta kiếm cho cha. Để người trở về mở cửa hàng Tả Tiểu Đa là định rút ra bên ngoài Dần 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 Chúng ta đã chuyển nhượng cửa hàng Tinh hồn thạch kia rồi Sau này cha ngươi không bán tinh hồn thạch nữa Các người đều lớn như vậy rồi Còn muốn chúng ta lao tâm lao lực sao Chỗ này người cứ giữ lại cho mình dùng đi Tả Tiểu Đa sửng sốt Chuyển nhượng rồi sao Không làm nữa thì chắc chắn phải chuyển nhượng rồi Giữ lại mà làm gì Ngô Vũ Đình nói như thế đó là lẽ đương nhiên. Tình hình hiện nay, người và Niệm Niệm đều kiếm tiền về cho gia đình mỗi ngày. Đâu có cần bọn ta mở cửa hàng kiếm tiền tiêu. Dù sao cũng không kiếm được bao nhiêu, giữ lại mà làm gì. Tạ Tiểu Đa nghĩ lời này cũng có lý nên hắn đồng ý. Chuyển nhượng cũng được, ta thấy lẽ ra nên chuyển nhượng từ lâu rồi. Bây giờ hai người các người nghĩ như vậy là đúng. Hai người cũng nên nghỉ ngơi, hưởng thụ cuộc sống, dù có nói thế nào đi nữa, thì bây giờ con trai của người cũng đã là một người đàn ông có thể làm chủ gia đình. Tả trường lộ nheo mắt. Gì cơ? Ngươi là muốn cướp quyền lãnh đạo sao? Tả tiểu đa vội vàng cười lầm lành. Chà, ngàn vạn lần, người đừng có hiểu nhầm. Ý của ta là vị trí chủ gia đình trong gia đình nhỏ của ta và niệm niệm mèo. Ta không nói nhà chúng ta. Ngô Vũ Đình nheo mắt. Gia đình nhỏ của các người Vị trí của người trong gia đình nhỏ này cũng rất khó nói. Dù sao ta cũng không lạc quan về người cho lắm đâu. Tại tiểu đa gần cổ nói một cách hùng hồn. Dù sao, trên sổ hộ khẩu, chủ hộ nhất định là ta, phải là ta, chắc chắn là ta. Điều này có thể sai được sao? Ngô Vũ Đình suýt thì cười tới đau bụng. Ôi tiểu cậu đác thật đáng yêu. Ngay cả phương diện này, người cũng có thể tìm thấy chút cảm giác về sự ưu việt. Thả tử đa bị mẹ cười tới mức đỏ tới mang tay, nghiến răng nghiến lợi nói. Mẹ, người xem, trong nhà chúng ta, người còn có thể để cho niệm niệm mèo lật trời sao? Đó là điều không thể. Tới lúc đó ta sẽ đánh nàng hết trận này tới trận khác. Nghĩ đi, nghĩ lại, cảm thấy không an toàn, vội vàng nói tiếp. Nhỡ ta đánh không có lại nàng, tới lúc đó người giúp ta đánh nàng nha. Người Vũ Đình suýt nữa thì cười tới đứt ruột. Sợ mình sẽ bị con trai làm cho cười tới chết, Nàng vội vàng đi qua xem xét đống vật tư này. Thứ đập vào mắt đầu tiên là một đống châu ngọc lớn, có khi phải đến ngạn viên xà châu và ngô công châu. Giữ lại mấy viên lớn nhất, còn lại thì xử lý hết đi. Đưa cho bạn học của ngươi, hoặc là những gia tộc có thể gắn bó với ngươi trong tương lai. Chỗ châu ngọc này đều có thể trở thành bản vật gia truyền trong các gia tộc nhỏ. Cho dù là thế gia lớn nhưng khi đệ tử còn nhỏ tuổi cũng vẫn dùng tới những thứ này đừng cho rằng trong tay ngươi có nhiều thì cho là những thứ này rất dễ kiếm đây là những thứ hiếm có chỉ có thể gặp mà không thể cầu cho nên mỗi một viên trong chỗ này đều là một ân huệ lớn là phạm vi thế lực là vây cánh của ngươi sau này dạ con hiểu rồi tiếp theo tất cả các thu hoạch có liên quan với nhau của tả tiểu đa đều được ngô phủ đình thu thập và phân loại một lượt dược liệu để riêng một đống, đang dược để riêng một đống. Tốc độ xử lý của Ngô Phủ Đình quả thật nhanh tới mức không kịp nhìn, nhanh tới mức khiến Tả Tiểu Đa hơi hoa mắt. Sau đó, ngoài những thứ mà Tả Tiểu Đa có thể sử dụng được ở hiện tại ra, tất cả những thứ khác đều chỉ có một câu, nhanh chóng xử lý hết. Bao gồm chỗ tinh hồn ngọc trung dai và đê dai, còn cả chỗ tinh hồn thạch, bây giờ giữ lại cũng chỉ là chiếm thêm chỗ. Sau khi dọn dẹp, Tinh hồn thạch và tinh hồn ngọc là hai thứ bị dọn dẹp với số lượng lớn nhất. Tả tiểu đa phát hiện thứ mà hắn có thể giữ hình như chiếm chưa tới một phần mười, về cơ bản chỉ bằng 2 hoặc 3 phần trăm số lượng. Với tu vi hiện nay của người, những thứ này đều không dùng được nữa. Dù nhìn thì có vẻ là hữu dụng, nhưng thật ra chúng đã không còn tác dụng thiết thực gì rồi. Sau một thời gian dài, chúng cũng chỉ có thể biến thành rác rồi bị vứt đi. Thay vì vứt đi lúc đó, tốt hơn hết là nên bán đi lấy tiền bây giờ, để chúng lưu thông trên thị trường, sau đó đổi thành những thứ mà bản thân ngươi cần, cho dù là đổi thành tinh nguyên tệ rồi để trong tài khoản, cũng là đã khiến chúng phát huy ra vai trò của mình. Ngoài một số thiên tài địa bảo chân chính, những thứ không sợ bị thời gian ảnh hưởng, những thứ luôn hữu dụng ra, thì tất cả những thứ còn lại đều có thể xử lý hết. Đừng nói mấy lời như kiểu tiếc không có nỡ bỏ gì gì. Kể cả những viên lớn trong chỗ châu Ngọc hiện nay của người. Vừa rồi ta có đề nghị người giữ lại, nhưng đợi qua một khoảng thời gian nữa, nếu thấy chúng vô dụng thì cũng phải ném ra ngoài. Nhãn giới rất là quan trọng. Mỗi khi người thăng cấp cảnh giới trong võ học sẽ luôn đi kèm với việc nhãn giới của người đó sẽ được mở rộng một lần nữa. Ví dụ, người thường cần thuốc cảm. Vậy bây giờ người cần sao? Ví dụ, và giả bình thường cần tinh hồn ngọc đê dai Bây giờ ngươi còn dùng được sao Ngô Vũ Đình dạy dỗ con trai Ngươi có thể keo kiệt Có thể bụng xỉn Có thể tham lam Nhưng ngàn vạn lần đừng keo kiệt đến mức Để tài phú trong tay biến thành rác rưởi. Tả Tử Đa khiêm tốn hỏi Vậy rốt cuộc Thứ gì mới đáng để giữ lại vĩnh viễn Thứ có giá trị trường tồn những thứ tương tự như long hồn xâm mà ta đang chôn bây giờ có thể tính không? Ngô Vũ Đình khinh thường nói, sau khi người tới một cảnh giới nhất định rồi, thì những thứ đó vẫn sẽ là rác rưởi. Với tiến độ tu hành hiện nay của người, chưa tới hai năm, người đã có thể suy nghĩ tới việc quăng chúng đi rồi. Hả? Tả Tiểu Đa hơi chấn động trong lòng, nhãn giới của mẹ lại cao như vậy sao? Nói tới những thứ có thể giữ những thứ có giá trị trường tồn, ví dụ như kiếm chùy mà ngươi đang dùng hiện nay, và cả băng phách mà ngươi vừa thắng. Băng phách? Tả tiểu đa không khỏi thắc mắc, tại sao bọn họ đều gọi là băng phách, không phải băng tiểu băng vẫn luôn gọi là băng hồn sao? Đúng, băng phách. Những thứ này đều có thể giữ lại Ngô Vũ Đình ngẫm nghĩ rồi nói Những thứ khác Bao gồm cả liệt dương chi tâm sau này khi ngươi đủ tu vi rồi, sau khi ngươi hấp thu hoàn toàn, nó sẽ biến thành bột mịn. Cũng chính là lúc không thể giữ lại được rồi. Còn cả chỗ đất không gian kia. Tóm lại chính là, ngươi phải nhớ rằng, trên đời này có cửu đại kỳ thạch, cửu đại kiềm chúc, cửu đại bảo dược vân vân. Những thứ này mới có thể giữ được lâu dài, giữ được cho tới đời ta và ngươi. Giữ được cho tới khi ngươi đạt được mức độ chiến lực cao nhất trên thế giới hiện tại. Còn nếu người vượt qua cả mức độ này, vậy thì cho dù là những thứ này, đến khi đó chúng vẫn sẽ vô dụng thôi. Về giá trị trường tồn thì phải nói tới những thứ có cấp bậc huyền thoại, phải là thứ tốt nhất là chí bảo trong tinh không." Ngô Vũ Đình nói với giọng điệu có phần say mê. "Ví dụ như một thanh kiếm trong truyền thuyết, khi lấy thanh kiếm này ra, có thể đập nát ngân hà tinh không trên bầu trời." một ví dụ khác nữa là còn có một thanh đao trong truyền thuyết thanh đao này vừa ra sẽ tái tạo càng khôn ví dụ nữa là còn có một loại bảo vật có thể mở lại vũ trụ gì đó ngô vũ đình thổn thức nói có rất nhiều thứ tốt lưu truyền trong truyền thuyết nhưng không tới một cảnh giới nhất định là sẽ không thể biết đương nhiên quan trọng hơn là không có tư cách để biết lấy kinh nghiệm và kiến thức của con người làm ví dụ khi người đang bay ở không trung, dưới mặt đất vẫn còn có người thi chạy bộ. Chỉ cần chạy 100 mét trong vòng vài giây là có thể giành được giải nhất. Mà sau khi người đạt tới một cảnh giới nhất định, người đã có thể bay từ đây tới đại điện vô minh cũng chỉ trong vài giây này. Điều này không liên quan tới khoảng cách mà là liên quan đến nhận thức. Sự hiểu biết, nhận thức, kinh nghiệm và kiến thức ở mỗi cấp độ cảnh giới là khác nhau. tại Tiểu Đa nghe thì câu mày. Lúc này thậm chí hắn còn nghi ngờ một cách mãnh liệt rằng mẹ đang chém gió. Người như vậy hắn đâu có nghe nói qua, cho dù là truyền thuyết, cho dù là thần thoại, cũng không giỏi như vậy. Còn thật sự nói tới mức nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới, đó chỉ là một sự lý giải gượng ép mà thôi. Đừng nghi ngờ, thật sự đã từng có người làm được. Tả trường lộ khẽ thở dài nói, Người kia mạnh tới nỗi chỉ cần hắn vẫn đang ở trên một khối đại lục, chỉ cần ý niệm của hắn vừa động là hắn đã có thể xuất hiện ở một nơi bất kỳ trên các khối đại lục hiện tại thật sự là nghĩ tới nơi nào thì người sẽ ở nơi đó ví dụ như hiện tại hắn đang ở cực nam của vua mình sau khi hắn động một ý niệm hắn đã có thể đứng trên đỉnh cao nhất ở cực bắc của đại lục tinh hồn chỉ trong nháy mắt đừng dùng ánh mắt không thể tin ấy nhìn ta đúng là người này năm đó đã trục xuất tám khối đại lục khác mặc dù đây chỉ là truyền thuyết cha mẹ ngươi cũng chỉ là thuận miệng nói một câu. Với cảnh giới hiện nay của ngươi, ngươi xem là thật hay không, thì cũng không sao. Chỉ cần nghe là được, vốn dĩ chuyện này đã vượt qua sự hiểu biết và nhận thức của ngươi. Chờ tu vi cảnh giới của ngươi tới mức độ nào đó, tự nhiên ngươi cũng sẽ hiểu được. Tạ Tiểu Đa gãi đầu, được rồi, so sánh với những thứ mà các ngươi nói tới, thì hiện nay ta thật sự đã thu về một đống rác, trở thành vua đồng nát rồi. Còn có, có những cái nhẫn không gian trên tay ngươi Chiếc nào nên tặng thì tặng đi Nên bán thì bán đi Giữ lại cũng chẳng có ý nghĩa gì Ngô Vũ Đình chỉ tiết rèn sắt không thành thép Đối với hiện tượng keo kiệt của con trai mình Đợi thực lực của ngươi mạnh hơn chút Những thứ này muốn có bao nhiêu là có thể có bấy nhiêu Bản thân không kiếm được Chẳng lẽ không thể chiến đấu để cướp lấy hay sao Nắm đấm lớn là đạo ly lớn khi tu vi càng cao, sức mạnh thể hiện ra càng rõ. Cướp sao? Tả rừng lộ ở bên liên tục ho khan Đừng có dạy hư đứa nhỏ, phá hỏng tam quan của nó. Ngô Vũ Đình nheo mắt. Điều này còn cần ta dạy sao? Đều học theo người thành cái dạng gì rồi. Chỉ cần là gen của người thôi, đã đủ khiến con trai đi sai đường từ lâu rồi. Chưa kể đến việc lấy mình ra làm gương của ngươi. Tả tử đa càng ngày càng cảm thấy thất vọng vốn dĩ hắn nghĩ rằng bản thân đã là người giàu nhất thế giới trong hai tay áo có núi vàng nhưng bây giờ xem ra trong mắt của cha và mẹ đó cũng chỉ là việc nhặt mấy thứ bỏ đi nhiều nhất thì chính là hơi có xuất thân của vua đồng nát nhưng hắn lại không biết khi cha mẹ mình nhìn thấy vật tư được chất thành từng núi như vậy trong lòng họ sớm đã chấn động tới mức không chịu nổi tất nhiên mấy thứ này chẳng là gì đối với hai vợ chồng nhưng nếu liên hệ đến tu vi thực lực hiện tại của tả tiểu đa thì chỗ vật tư đó thật sự rất khủng bố rất đáng sợ những thứ tốt như vậy thật sự đã nói lên rất nhiều điều khi nào thì một kẻ ở đa nguyên cảnh đã có thể kiếm được nhiều thứ tốt như vậy theo như hai vợ chồng được biết thì từ xưa đến nay hình như chưa từng có kẻ nào ở đa nguyên cảnh có thể có được sự giàu có như con trai mình vật tư mà cứ lấy ra hết núi này từ núi khác thật sự xứng với danh tiếng trong hai tay áo có núi vàng Thậm chí Ngô Vũ Đình còn cảm thấy tự ti trong lòng. Nghĩ lại khi mình và chồng còn ở đang nguyên cảnh, bọn họ cũng đã có thể thu được một số thứ. Chỉ có điều đâu có thu được nhiều như con trai mình đâu, còn không bằng một phần mười, thậm chí là một phần trăm. Kết thúc tập 166 Bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.